Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Nữ mạng. Nữ mạng Đinh Tỵ khi còn trẻ, cuộc sống có phần thiếu thốn, vất vả. Bước sang tuổi trung niên thì vận may tới, cuộc sống khá giả. Về già thì lại may mắn được hưởng phúc từ con cháu. Tuy nhiên khi đi vào chi tiết vận trình lại có thêm rất nhiều điều đáng bàn khác nhau. Cụ thể, vận trình cuộc đời nữ mạng 1977 diễn ra như thế nào? Mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi bản phân tích sau đây. Gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng Sa Trung Thổ, đất Pha Cát, xương con rắn, tướng tinh con chim cú, bà chúa Ngọc độ mạng. Cuộc đời nữ mạng Đinh Tỵ sinh năm 1977 có thể được khái quát qua bài thơ sau. Đinh Tỵ, mạng thổ, cung khôn, đất mà pha cát số nẻ như sau. Nếu sinh mùa hạ thời sang, như cá gặp nước, như rồng lên mây, thu đông cũng chẳng đặng an, mùa xuân khắc mộc nên nàng cực thân. Lỗi sinh cha mẹ chẳng gần, ly hương tổ quán, lại phần số ta. Vợ chồng gặp cứ phải xứ xa, tính tình ăn nói ai mà chẳng thương. Nhiều khi lắm phải tai ương, cũng nhờ Phật độ qua tuông khỏi nàn, tiền vận, số phải lao đao. Hậu vận, tọa hưởng, giàu sang mấy hồi. Tổng quan, nữ tuổi Đinh Tỵ cuộc sống lúc nhỏ chịu nhiều khổ cực, vất vả. Song sau kết hôn lại có nhiều may mắn, công danh sự nghiệp tuy phát triển không đồng đều, nhưng họ lại rất có vận may về con cái. Nữ Đinh Tỵ về già, được hưởng cuộc sống an nhàn tốt đẹp, hạnh phúc bên người thân. Tổng kết, nữ mạng Đinh Tỵ khi còn trẻ cuộc sống có phần thiếu thốn vất vả, bước sang tuổi trung niên, vận may tới, cuộc sống khá giả. Về già, được hưởng phúc từ con cái. Những người này có sức khỏe khá tốt, tuổi thọ trung bình từ 80 đến 92 tuổi nếu ăn ở phúc đức. Làm nhiều việc thiện thì niên thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, nếu sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch thì đây là những người không có nhiều may mắn về mặt tình cảm. Trong cuộc sống hôn nhân, họ gặp nhiều trắc trở và buồn phiền. Vợ chồng không hiểu nhau, cảm thông lẫn nhau, khiến không khí trong gia đình căng thẳng và mệt mỏi. Nếu hai người có thể bình tĩnh ngồi xuống, cùng chia sẻ những điều khó khăn, những vấn đề không hài lòng về đối phương thì rất có thể mối quan hệ giữa hai người sẽ được cải thiện. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch, trong cuộc sống hôn nhân, tuy có lúc cãi vã nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm tới hạnh phúc gia đình. Nếu cố gắng chăm chỉ, làm ăn, sẽ đạt được những thành quả nhất định. Cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng cũng khấm khá, đủ ăn, đủ tiêu. Nữ Đinh Tỵ sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì vận số rất may mắn. Sau kết hôn không chỉ công danh sự nghiệp phát triển mà còn rất hạnh phúc trong vấn đề vợ chồng con cái. Vận số may mắn, được chồng yêu thương. Gia đình, công danh. Hầu hết những người tuổi này đều khá may mắn trong cuộc sống. Gia đình êm ấm, con cái tài giỏi. Họ không có vận may về mặt công danh nhưng sự nghiệp lại khá ổn định và vững vàng. Khá có tài trong việc làm ăn kinh doanh, buôn bán. Tuổi hợp làm ăn. Nếu chọn những tuổi Nhâm Tuất, Canh Thân, Bính Thìn để hợp tác làm ăn thì nữ Đinh Tỵ sẽ không phải lo lắng nhiều trong vấn đề thành bại. Bởi vì tuổi của Đinh Tỵ rất hợp mệnh với các tuổi trên, do vậy mà các vấn đề hợp tác sẽ rất thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công, thu hút tài lộc. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Bính Thìn, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Thân thì Đinh Tỵ sẽ có được một cuộc sống vô cùng giàu sang, sung sướng. Cuộc sống sau kết hôn hạnh phúc đầm ấm. Không những thế, người chồng còn giúp Đinh Tỵ có rất nhiều công việc, làm ăn của bản thân phát triển sự nghiệp. Nên duyên với các tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu, cuộc sống sau hôn nhân của hai người sẽ khá hạnh phúc. Những con giáp trên tuy không đem đến nhiều tài lộc cho nữ tuổi Đinh Tỵ, nhưng chắc chắn một điều, họ sẽ rất yêu thương, che chở cho vợ con và gia đình của mình. Nếu kết hôn với một số các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão và Ất Mão, cuộc sống hôn nhân của Đinh Tỵ đôi lúc sẽ gặp nhiều sóng gió và khó khăn. Muốn gia đình hạnh phúc, ấm êm thì Đinh Tỵ cần phải biết kiềm chế lại tính cách của bản thân, cố gắng hiểu và quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng nên cùng nhau cố gắng để phát triển sự nghiệp, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho con cái sau này. Trong cuộc đời, không nên kết hôn ở các độ tuổi sau đây: 17, 19, 23, 29, 31 và 35, 41 tuổi. Ngoài ra, trong vấn đề vợ chồng, để tình cảm phu thê luôn được hâm nóng, vui vẻ và thuận hòa, nữ gia chủ nên ở nhà mình, thỉnh cho mình pháp khí, hòa hợp hàng đầu trong phong thủy. Đó chính là vòng tam hợp Tỵ,
Dậu, Sửu. Chỉ với một vòng tay tam hợp này, bản mệnh sẽ cảm thấy cuộc sống và các mối quan hệ trở nên chất lượng hơn. Mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp cho bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo, yên ấm, bình an. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ có các hình ba linh vật Tỵ, Dậu, Sửu, mang năng lượng hội tụ, hỗ trợ cho gia chủ rất tốt. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, dần, ngọ, tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi để có thể phát huy được công năng tốt nhất, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi Đại Kỵ, trong công việc, sự nghiệp làm ăn cũng như hôn nhân gia đình thì không nên chọn các tuổi sau đây: Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý. Do có sự xung khắc về tuổi nên đây sẽ là một sự kết hợp không thuận lợi và có nhiều khó khăn. Năm khó khăn nhất. Trong cả cuộc đời sẽ có những năm vướng vào vận hạn, do vậy mà nữ đinh tỵ cần phải biết để tránh thực hiện những việc quan trọng, đầu tư lớn như hợp tác, kinh doanh hay kết hôn vào những năm này. Ở độ tuổi 23, 26, 31, 38 và 42 tuổi, nữ đinh tỵ cần phải thận trọng, suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nữ đinh tỵ nếu xuất hành vào ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì làm việc gì cũng thuận lợi, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong muốn. Bên cạnh đó, mang theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh cũng giúp gia chủ được bình an trên mọi nẻo đường, từ đó giúp mọi việc diễn tiến như ý nguyện. Pháp khí này khi mang bên mình như có Đức Phật hiển linh che chở, phù hộ độ trì cho mọi sự được may mắn và hanh thông. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999, đây chính là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu, cùng với đó là những ý nghĩa mang phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy phong thủy trong Hội Tâm Linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp vua quan tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là tượng trưng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc chú lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế của hình ảnh đài sen, chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho quý vị gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt thì mọi chuyện xấu sẽ tự lánh ra. Diễn biến từng năm. Từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, trong những năm này phát sinh nhiều vấn đề liên quan tới tình cảm, công danh sự nghiệp hầu như không có. Vì vậy, nên tập trung hơn vào vấn đề học tập, tìm kiếm phát triển con đường sự nghiệp trong tương lai. Từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đây chính là độ tuổi rất đẹp và phù hợp để kết hôn. Trong những năm này, tình cảm sẽ vô cùng phát triển. Sau kết hôn, nên tiếp tục tập trung vào sự nghiệp, không nên vì đắm chìm trong hạnh phúc riêng của bản thân mà bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Những năm này, nữ đinh tỵ cũng sẽ có rất nhiều tin vui trong cuộc sống. Tuy tài chính không được ổn định, nhưng sự nghiệp lại có dấu hiệu phát triển.
từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Trong khoảng thời gian này sự nghiệp đã vững vàng hơn, nhiều vận may về tiền tài. Tuy nhiên, Đinh Tị cũng nên dành chút thời gian quan tâm nhiều hơn tới con cái, chăm sóc gia đình. Trong công việc làm ăn cũng nên thận trọng, kẻo bị người lợi dụng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này xuất hiện nhiều vấn đề làm gia đình bạn không yên ổn, cuộc sống có đôi phần khó khăn. Do vậy mà nên chú ý hơn khi quyết định mọi vấn đề nào đó. Khi gặp khó khăn, nên cùng chồng suy nghĩ cách giải quyết vì một mình sẽ suy nghĩ không được chu toàn. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, khoảng thời gian này sẽ có những tin vui đến bất ngờ, cuộc sống gặp nhiều may mắn về tiền bạc, công việc làm ăn thuận lợi và phát triển hơn so với những năm trước. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi có tin vui về con cái, trong cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Tuy nhiên những năm này Đinh Tị nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân, thường xuyên đi kiểm tra thăm khám để đảm bảo hơn về mặt sức khỏe. Và nếu có thời gian thì nên tham gia một số hoạt động thể dục thể thao, thư giãn tinh thần, quan tâm, chăm sóc gia đình. Từ năm 46 tuổi đến năm 49 tuổi, trong những năm này, sự nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức độ ổn định, không có dấu hiệu phát triển thêm nữa. Về mặt tài chính có sự giảm sút hơn so với những năm trước đó, đây là khoảng thời gian khá phát triển về mặt tình cảm gia đình. Từ năm 50 tuổi đến năm 55 tuổi, bước vào độ tuổi này, phụ nữ Đinh Tị nên đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Trong thời gian này, bắt đầu xuất hiện những chứng bệnh tuổi già như mệt mỏi, đau lưng. Không nên quá quan tâm tới công việc sự nghiệp nữa và tốt nhất lúc này nên giao lại cho con cái. Những năm này, tình cảm gia đình đặc biệt, êm ấm, con cháu vui vẻ, hòa thuận, sự nghiệp ổn định, cuộc sống khá giả. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những năm này, cuộc sống đặc biệt an nhàn và hạnh phúc, có vận may về tài lộc, cuộc sống an nhàn không có gì phải lo nghĩ nhiều bên cạnh những người yêu thương, an hưởng tuổi già. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là cách đơn giản để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ ra sao. Nhờ vậy, mỗi người sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng những luận giải này chỉ mang tính tương đối. Bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như vận mệnh của bản thân không thực sự thuận lợi. Bởi như chúng ta vẫn hay nói với nhau, đó chính là đức năng sẽ thắng số năng. Sống tích cực sẽ có những kết quả tích cực.